Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh video của tôi. Trong video hôm nay chúng ta sẽ nhận định về việc bài báo trên trang aninhhudo.vn đưa tin về việc chiến đấu cơ Su-34 Nga gây khó dễ cho quân đội Mỹ tại Syria. Thật hư như thế nào? Việc các máy bay chiến đấu Nga và Mỹ đối đầu trên không phận Syria là một sự thật. Cả hai bên đều có sự hiện diện và tình huống xung đột giữa các phi công Nga và Mỹ cũng đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Tuy nhiên, việc nói rằng chiến đấu cơ Su-34 của Nga gây khó dễ cho quân đội Mỹ tại Syria là một phán đoán khó có thể chính xác. Trong thế giới quân sự, mỗi bên đều có lợi thế và nhược điểm của mình, và kết quả của các cuộc đối đầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Thông thường, khi nói đến việc gây khó dễ, trong một tình huống chiến tranh, có thể ám chỉ đến nhiều khía cạnh khác nhau như gây ra thiệt hại cho đối phương, gây rối loạn tác chiến của đối phương, gây khó khăn cho các hoạt động quân sự của đối phương, hay gây mất ổn định trong khu vực chiến sự. Với một số trường hợp, chiến đấu cơ Su-34 Nga có thể gây khó dễ cho quân đội Mỹ tại Syria bằng cách thực hiện các hoạt động không kích đột phá, tấn công các mục tiêu chiến lược quan trọng của đối phương và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đến các phương tiện, cơ sở hạ tầng hoặc các đơn vị quân sự của đối phương. Tuy nhiên, điều này vẫn cần phải xem xét và đánh giá thực tế của sự việc, cùng với các yếu tố khác như sự phối hợp và phản ứng của các lực lượng quân sự địch và đồng minh, để đưa ra một nhận định chính xác và toàn diện hơn về sự kiện này. Toàn văn bài báo nhận định, quân đội Mỹ tại Syria đang lâm vào tình thế rất vất vả khi phải đối phó chiến đấu cơ Su-34 của Nga. Quân đội Mỹ đóng tại Syria đang ở trong một tình huống không thoải mái, do những hoạt động của chiến đấu cơ Su-34 Nga, kênh truyền hình NBC News cho biết. Trung tướng Alesut Ring FX, tư lệnh lực lượng không quân thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm quân đội Mỹ cho biết, các phi cơ phản lực vũ trang Nga bay qua khu vực đồn trú của binh sĩ nước này ở Syria hầu như mỗi ngày trong tháng 3 năm 2023. Ông Ring FX nhấn mạnh rằng trong tháng 3 năm 2023, các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã xâm phạm không phận mà quân đội Mỹ quản lý tổng cộng 25 lần. Vấn đề cần quan tâm chính là trong tháng 2 năm 2023, không có trường hợp nào như vậy xảy ra và vào tháng 1 năm 2023 chỉ có 14 vụ như vậy. Quân đội Mỹ rõ ràng đang ở trong một tình thế không thoải mái. Họ thường xuyên bay qua các vị trí đóng quân của chúng tôi, giữ độ cao chỉ ở mức trên dưới 1,6 km. Vì vậy đây là một tình huống không thoải mái đối với binh sĩ, trung tướng quân đội Mỹ phàn nàn. Trong số các máy bay chiến đấu của Nga, phía Mỹ đặc biệt đánh giá cao Su-34, bởi chiếc máy bay ném bom tiền tuyến này có khả năng mang vũ khí không đối, không và không đối đất rất mạnh để thực hiện đa dạng các loại nhiệm vụ. Hiện tại không quân Nga đang thử nghiệm phiên bản mới nhất của máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 phương Bắc. Chúng được nâng cấp lên tiêu chuẩn M và mét vuông với năng lực tác chiến vượt trội. Nhà máy hàng không Novosibirsk, một thành viên của tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất UAC, vào ngày 29 tháng 12 năm 2022 đã xác nhận tin tức này. Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng với UAC để sản xuất tổng cộng 76 chiếc Su-34 trong phiên bản M và mét vuông. Từ năm 2020 đến nay, lực lượng hàng không vũ trụ Nga nhận tất cả 14 máy bay ném bom tiền tuyến thú mỏ vịt, biến thể nâng cấp. Những chiến đấu cơ Su-34M và Su-34M2 đời mới dự kiến sẽ thay thế toàn bộ phi đội máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 phương Bắc bản cơ sở của Nga trong những năm tới. Các nguồn tin tại Moscow cho rằng, gần như toàn bộ hệ thống điện tử hàng không của Su-34M trên mét vuông đều được thay thế bằng loại mới. Điều này mang lại những nâng cấp đáng kể đối với hệ thống radar, thông tin liên lạc và điều khiển hỏa lực. Biến thể mới của thú mỏ vịt sẽ đi kèm với giao diện chuyên dụng cho ba loại cảm biến khác nhau để đạt được nhận thức tình huống tối đa, bao gồm nhóm UKRRT mang các biện pháp tìm kiếm điện tử, UKROE camera kỹ thuật số và UKRRL radar khẩu độ tổng hợp. Những máy bay ném bom tiền tuyến nâng cấp còn được trang bị tên lửa hành trình K101 và K102 với tầm tấn công ước tính từ 3.500 đến 5.500 km. Tiềm năng tác chiến đối không của Su-34M trên mét vuông cũng được tăng lên nhờ bổ sung tên lửa R-27R và R-77. Mặc dù những cải tiến nói trên rất ấn tượng, tuy nhiên bản nâng cấp của Su-34 cũng cần thể hiện mình trong điều kiện thực chiến nhằm khắc phục điều tiếng không mấy tốt đẹp của chiếc phương Bắc khi nó đang bị coi là nỗi thất vọng lớn. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải, hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.